hay giả. Thì kính thưa ông bà, thực hiện chương trình công tác thì ngày hôm nay Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với cả Hợp tác xã và Hội Nông dân xã Hương Xá tổ chức cái khai giảng cái lớp tập huấn quản lý sức khỏe cây trồng trên Kinh Đông. Thì về dự cái buổi khai giảng hôm nay xin trân trọng giới thiệu có bà Đỗ Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, cùng các ông bà là cán bộ hội viên Hội Nông dân, cán bộ Hợp tác xã Dịch vụ Tập hợp Hương Xá. Thì báo cáo ông bà thì về cái nội dung chương trình tập huấn thì ra giữa lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và đảng viên sẽ có các cái nội dung trao đổi thông báo về cái chương trình cũng như là cái thời gian chúng ta học tập trong các cái ngày tiếp theo. Sau đây xin trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có một số nội dung phát biểu. Xin trân trọng mời bà. Thực hiện chương trình công tác 2024 thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Lâm phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội tổ chức 6 lớp bảo vệ và lớp IBHM trên cây rau. Thì chúng tôi chọn Hương Xá là một trong 6 xã để triển khai cái lớp học này. Lớp học này là lớp dài ngày trên cây rau, tổng quan về sức khỏe. Như các bác biết là lớp là quản lý sức khỏe trên cây trồng, tổng hợp trên cây rau, tức là có về tất cả về an toàn thực phẩm, về chúng tôi sẽ gắn thực tế cùng với gắn lý thuyết với cả thực tế trên cây rau. Sau này chúng tôi sẽ cử đồng chí Nguyễn Thị Hòa là chuyên viên của trung tâm sẽ phụ trách cái lớp này theo các bác từ đầu lớp đến cuối lớp học đến lớp tổng kết. Và sau này chúng khi học xong thì chúng tôi sẽ cấp chứng chỉ cho các bác để chứng nhận các bác qua cái tốt nghiệp cái lớp là các cái của cái lớp học trên tổng hợp trên cây rau như này. Thì về rau thì trên địa bàn xã Dương Xá thì cũng không phải là chuyên rau nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái diện tích trồng rau. Tôi cơ quan thì cũng nằm trên địa bàn xã thì cũng thấy rất nhiều là ruộng rau muống, rồi ở trên này là đa phần là các bác thấy là trồng rau muống. Và như đợt này thì các bác cũng biết rồi, trải qua các cơn bão vừa rồi thì chắc là rau muống là an toàn nhất. Thì sau này thì chọn cái cây gì để làm ruộng thí nghiệm cũng như là chúng tôi sẽ có một cái mô hình trên rau. Thì cái này chúng tôi sẽ giao hoàn toàn cho chỗ đồng chí Hòa để chọn những cái cây nào nó phù hợp với đồng ruộng đất của xã Dương Xá. Đồng chí Hòa sẽ phối hợp cùng các bác ở trong lớp học cùng với chỗ đồng chí Phong sẽ chọn ra cái đối tượng cây nào cho phù hợp nhất. Còn sau đây thì hôm nay là tôi xin thay mặt ban giám đốc của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Lâm xin khai giảng cái lớp học này. Thì sau này cái thời gian học cũng như là cái địa điểm học thì sẽ nhờ anh Phong thì chắc là cũng sẽ kết hợp hội trường này. Thế còn về cái thời gian học thì giữa giảng viên với các bác sẽ thống nhất chọn một cái buổi nào đấy để các bác đi học được đầy đủ và sau này được cấp chứng chỉ. Một lần nữa xin chúc tất cả các bác sẽ có nhiều sức khỏe cũng như là có đam mê với đồng ruộng để làm sao để phát triển và luôn luôn phát triển. Thì chắc là cũng không phát triển được nhiều trên cái đồng ruộng của mình, tuy nhiên thì tăng năng suất cũng như là tăng cái lợi nhuận trên một cái diện tích đất của mình thì chắc chắn là cái điều đấy là các bác làm được, đúng không ạ? Cuối cùng là xin chúc sức khỏe các bác. Kính thưa Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Công nghiệp Dương Xá, kính thưa toàn thể các bác hội viên
nông dân có mặt trong cái buổi hội nghị ngày hôm nay thì cái lớp học của chúng ta được tổ chức là bao gồm 30 học viên. Thì sau đây cháu sẽ thông qua cái tổ chức của cái lớp học. Thì lịch học ấy, thì bây giờ các bác sẽ chọn cho cháu một buổi để các bác cố định đi học mỗi tuần một buổi. Vì là lớp học dài ngày cho nên là các bác sẽ phải học nhiều nội dung trong vòng nhiều buổi. Thì bây giờ các bác cho ý kiến là các bác muốn học vào cái thời điểm nào trong tuần ạ? Nếu như mà các bác không có ý kiến gì thì sẽ trước định là cũng là chiều tháng 5 có được không? Các bác có vướng bận gì không ạ? Không. Vâng, đạt thích gì? Nếu như các bác không bận gì và các bác thống nhất thì lớp học chúng ta sẽ chốt lịch học là vào chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến khoảng 4 giờ kém, được không ạ? Được, được. Vâng ạ. Thế nếu như mà hôm nào mà lịch có gì thay đổi thì chúng con sẽ thông báo đến các bác, còn nếu không thì cứ cố định là chiều thứ năm hàng tuần 2 giờ là các bác đến lớp nhá. Và nội dung của lớp học thì là sẽ bao gồm nhiều nội dung, đó ví dụ như là khái niệm các nguyên tắc về ITSM, các cái biện pháp kỹ thuật trong ITSM này, các cái vấn đề về an toàn thực phẩm, các cái vấn đề về nhận thức về biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất nông nghiệp, nhận thức và về hệ sinh thái và điều khiển hệ sinh thái, sinh lý cây trồng qua các giai đoạn, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, ứng dụng, thì và các cái nội dung như là quản lý sinh vật hại này, quản lý thiên địch, sinh thái, bao gồm là trong đó là sẽ phải có những cái hoạt động thường xuyên như là điều tra đồng ruộng, các cái hoạt động ngoài sinh thái ngoài đồng ruộng, tổng hợp số liệu và trao đổi những cái vấn đề liên quan để các bác sẽ vừa học vừa thực hành. Các cái hoạt động thì gắn theo những cái giai đoạn của cây trồng. Về cái IBSM này, cái phương pháp IBSM này thì ngoài ứng dụng trên cây rau, mặc dù đây là lớp rau nhưng mà cái phương pháp này thì ngoài ứng dụng trên cây rau, các bạn cho mình phải trong ngồi nhé. Ngoài ứng dụng trên cây rau ấy, thì các bác có thể sử dụng cái phương pháp này để ứng dụng trên nhiều loại đối tượng cây trồng khác. Ví dụ như là cây ăn quả này, hoặc là cây màu, hoặc là cây lúa, ở mình thì không có lúa. Thế nhưng mà vì là nó là một cái phương pháp tổng hợp, thế nên là các bác sẽ sử dụng được cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Và sau khi học cái lớp này thì các bác cũng sẽ có nhiệm vụ là tuyên truyền cho những cái bác khác, những cái bác nông dân khác để nắm được. Thì hoạt động xuyên suốt trong các cái quá trình học ấy thì các bác sẽ được thực hành để nắm được những cái phương pháp điều tra này, hay là những cái phương pháp sử dụng. Thế ví dụ như là bây giờ các bác sản xuất cháu đi dạy nhiều lớp ở nhiều vùng, thì các bác sản xuất khi mà nói đến một cái đối tượng sâu bệnh nào đấy thì điều đầu tiên các bác hỏi là gì ạ? Là phun thuốc gì, có đúng không ạ? Điều đầu tiên các bác hỏi, tức là các bác không quan tâm đến bất kỳ một cái gì khác, mà điều đầu tiên các bác hỏi là thế cái đối tượng sâu bệnh đấy, ví dụ như là cái cây rau đấy nó bị cái con sâu đấy, hoặc là cái cây ăn quả đấy nó bị bệnh như thế, thì đầu tiên là cô nói cho tôi biết là tôi phải phun cái thuốc gì, cô đọc tên thuốc ra đây cho tôi chỉ quan tâm đến cái vấn đề đấy thôi. Thế nhưng mà các bác xử lý như vậy thì sao ạ? Nó chỉ xử lý được cái gốc, cái ngọn thôi, nhưng nó không xử lý cái gốc, phải không ạ? Và cái bệnh đấy nó cứ tiếp tục tiếp diễn. Thế thì cái phương pháp này, cái phương pháp IBSM này, nó được cải tiến từ cái phương pháp IBM. Thì chắc các bác cũng nghe nhiều đến cái phương pháp IBM rồi, phải không ạ? Tức là mình quản lý toàn diện. Mình sẽ, đầu tiên là mình sẽ trồng cây khỏe này, mình quản lý đất này để cho cái cây ngay từ cái lúc nó còn là cái hạt giống trồng xuống đất nó đã phải khỏe rồi. Thì trong cái quá trình mình đến lúc mà nó có sâu bệnh mình quản lý được như thế, thì mình sẽ xử lý sâu bệnh một cách rất nhẹ nhàng. Ví dụ như là đợt gần đây ấy, thì cháu thấy là rất nhiều nông dân ở vùng rau hoặc là vùng màu có cây quả thì hay kêu về cái bệnh là bị thối rễ, không ạ? Tức là một cái vùng đất mà các cô trồng một cái loại rau màu liên tục, thế sau đó thì khi các cô cứ trồng lên là nó cứ bị thối rễ, nó cứ chết dần, có không ạ? Tất cả các loại cây nhá, không cứ gì cây rau, cây ăn quả hay là ngô hay là màu, có không ạ? Các bác, cháu thấy các bác kêu về cái việc là cây rau, các bác gieo hạt xuống, sau đó hạt nó đẩy bầm lên và nó chết vãn đi, đúng không ạ? Và rồi là cây ngô cũng thối gốc chết, và lúc đó các bác rất là băn khoăn là không biết phải phun cái thuốc gì vào đấy để cho nó khỏi được cái bệnh đấy, đúng không ạ? Cây ăn quả cũng có trường hợp như thế. Thế
Thế thì để mà trả lời cái câu hỏi như thế thì kể cả những cái chuyên gia cũng sẽ không khuyên các bác là phun cái thuốc gì. Thường thường khi các bác đi mua thuốc ra cửa hàng thuốc ấy, các bác hỏi là cái ruộng rau nhà các bác cứ bị thối rễ như thế thì người ta sẽ bán cho các bác thuốc chống thối rồi là thuốc trị nấm về đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉ trị được cái phần ngọn thôi chứ vụ sau các bác trồng nó lại vẫn bị đúng không ạ? Thế thì để làm thế nào mới giải quyết được cái vấn đề đấy thì các chuyên gia có trả lời là các bác phải bắt đầu từ cái việc là các bác cải tạo lại cái đất đấy của các bác để cho cái đất đấy của các bác nó sạch cái mầm bệnh, sau đó các bác mới quay lại các bác trồng cái đối tượng rau màu và thì nó mới không bị nữa đúng không ạ? Các bác phải điều trị tận gốc tận ngọn chứ bây giờ các bác chỉ phun thuốc vào ấy, thì nó không có hiệu quả. Rồi là một số vùng thì cháu lại thấy các cô bảo là cái chỗ đấy, cái ruộng đấy các cô vẫn trồng các cái đối tượng như là mướp, bầu bí, rau leo giàn. Tại vì các cô khi mà các cô đã làm giàn lên rồi thì sao ạ? Thì mình chỉ chuyên trồng những cái loại làm giàn thôi phải không ạ? Thế mà cứ trồng nó cứ leo được lên giàn một đoạn chuẩn bị cho ra hoa ra quả thì sao ạ? Lại vàng lá, lại chết, lại thối gốc đúng không ạ? Và phá đi rồi lại trồng lại, kể cả đối với cây bí cũng thế đúng không ạ? Thế thì bọn cháu cũng khuyên là trước tiên là cô phải xử lý đất trước đã, sau đó khi cô xử lý đất rồi thì bắt đầu cô gieo trồng cái vụ mới nó mới khỏe mạnh được. Đấy chính là cái một trong các cái nội dung của cái nguyên tắc IVFM là quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Tức là ý cháu muốn nói đây là sau khi các cô học xong cái phương pháp này thì các cô sẽ áp dụng cho tất cả các cái đối tượng cây trồng, không riêng gì cây rau, mặc dù cái lớp học của mình là lớp về rau ạ, nhưng mà các cô sẽ áp dụng cho tất cả các cái loại đối tượng cây trồng mà các cô gieo trồng. Bởi vì cháu biết là không phải là các cô trồng mỗi rau mà là các cô còn trồng quả nữa có không ạ? Một số cô thì trồng màu đúng không ạ? Thì là các cô sẽ ghi nhớ các cái kiến thức mà sau đó về áp dụng trong cái trên cái đồng ruộng nhà mình. Thì IPFM ấy, định nghĩa của nó, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, là một cái hệ thống quản lý cây trồng mà mình sử dụng các biện pháp tác động dựa trên nền tảng của môi trường, cụ thể như là đất, nước, thời tiết hay là sinh vật hại, nhằm giảm thiểu những cái tác động gây bất lợi cho cây trồng, nhằm phát huy cái yếu tố nội tại của cây trồng, ngăn chặn sự bùng phát của sinh vật hại. Tức là sao? Khi mà đất nó khỏe này, hạt giống khỏe này, cây trồng trồng lên khỏe, phân bón hợp lý thì sao? Sâu bệnh tự nhiên nó ít đúng không ạ? Sâu bệnh tự nhiên nó ít và như thế thì các cô sẽ không phải phun thuốc nhiều này, bảo vệ được môi trường này, nâng cao giá trị sản phẩm của mình. Thế cũng giống như là khi các cô trồng liên tục một cái đối tượng cây trồng, ví dụ như là các cô trồng bưởi hoặc là cam hoặc là cây ăn quả hoặc là chuối nhá, quá lâu trên một vùng đất thì sao ạ? Mà mình phun thuốc trừ cỏ nhiều thì sao ạ? Cái đất của mình nó bị như nào? Chai. Vâng, và khi cái đất nó bị chai cứng, nó không giữ được nước đúng không ạ? Các cô chú tưới xong trời nắng hôm sau nó đã khô cong và nó cứng vào rồi đúng không ạ? Thì nó không giữ được nước này, cái kết cấu đất của nó bị thay đổi. Thế thì trên cái đất như thế thì mình trồng rau trồng quả trồng màu nó có tốt được nữa không ạ? Nó phát triển rất khó khăn đúng không ạ? Nó sâu bệnh nhiều. Thế thì cái mục tiêu của cái IPFM này là để đảm bảo cho cây trồng và các cái giá trị nông sản là chủ thể, để từ phòng chống sinh vật hại để sản xuất hiệu quả, đồng thời là nâng cao cái giá trị sản phẩm. Nguyên tắc của cái phương pháp IPFM ngày xưa thì nó là tiền thân của nó là IPM, thì bây giờ nó sẽ nâng cấp lên thành cái IPFM. IPM ngày xưa ấy, nó có bốn cái nguyên tắc. Thứ nhất là trồng cây khỏe, như trên màn hình các cô xem này. Thứ nhất là trồng cây khỏe, thứ hai là bảo vệ thiên địch, thứ ba là thăm đồng thường xuyên, thứ tư là nông dân trở thành chuyên gia. Nhưng mà bây giờ nó cải tiến lên thành cái IPFM ấy, thì nó có một cái mới mà nó đưa lên đầu tiên, mà lúc nãy cháu cũng đã nói đi nói lại, đấy là cái đất khỏe. Tức là quan trọng nhất bây giờ, cái nguyên tắc quan trọng nhất là gì? Đất phải là đầu tiên đúng không ạ? Các cô chú có công nhận với cháu là đất là quan trọng nhất đúng không ạ? Ngày xưa thì người ta không quan trọng đất, bởi vì đất ngày xưa nó chưa gặp nhiều vấn đề, phải không ạ? Các cô trồng trọt ngày xưa nó chưa gặp nhiều vấn đề, nhưng bây giờ sao ạ? Bây giờ đất cực kỳ nhiều vấn đề đúng không ạ? Thế là cái việc đầu tiên là mình phải giải quyết cái đất trước này, làm sao cái đất mình phải khỏe. Thứ hai thì mới đến là cây khỏe đúng không ạ? Ngày xưa người ta bảo là nhất nước mì phân, tam dần tứ giống đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì nước mình nhiều tiết được phải không ạ? Tự mình này, mình khoan giếng, mình máy bơm, mình có điện các thứ đúng không ạ? Thì nước nó lại không đặt lên đầu tiên nữa, bây giờ nó lại đặt đất lên đầu tiên. Thứ hai là cây khỏe, tức là
một số cái giống cây, ví dụ như các bác lựa chọn cái hạt giống nó khỏe, hạt giống nó được người ta xử lý sâu bệnh rồi ấy, hoặc là những cái hạt giống mà nó, một số giống nó chống chịu được bệnh đúng không ạ, một số giống nó chống chịu được bệnh này, thì cái cây khỏe là quan trọng. Thứ hai, thứ ba là đầu tư thông minh. Đầu tư thông minh nhiều khía cạnh trong cái đầu tư thông minh này, ví dụ như là các cô chú cân đối cái việc bón phân, bón nhiều quá thì cũng không được mà bón ít quá thì nó lại thiếu đúng không ạ. Cái đấy là cái sự thông minh trong cái việc làm của các cô, tức là các cô sẽ rút ra được là trên cái chân đất nhà mình sẽ bón như thế nào, mình sẽ phun như thế nào, mình sẽ đầu tư những cái gì vào để cho nó đạt hiệu quả nhất này, và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì là bên ngày xưa ấy, thì cháu nhớ là ngày cháu còn nhỏ là người ta chia ruộng đất theo kiểu là bao nhiêu năm chia lại một lần, bao nhiêu năm chia lại một lần đúng không? Nhưng bây giờ thì đã cố định rồi, rồi miền đổi thửa rồi đúng không ạ? Cái ruộng đấy là của các cô lâu dài đúng không ạ? Lâu dài thì sao ạ? Nếu mình chăm chút vào đấy tốt thì sao ạ? Nó là tốt của mình mãi đúng không ạ? Còn nếu như mình chăm không tốt thì sao ạ? Ruộng nhà mình nó sẽ không tốt mãi đấy. Thế nên là bây giờ mọi người cũng sẽ bảo vệ cái môi trường và cái ruộng nhà mình hơn. Ví dụ như là một số cô thì, một số bác thì xây cái hàng bờ gạch lên, khoảng một hai hàng gạch lên để cho nó chống sói mòn ra đúng không ạ? Đấy cũng là một cái biện pháp để bảo vệ cái ruộng của mình đúng không ạ? Nhiều khi trời mưa này, mình bón phân xong mà trời mưa thì sao ạ? Nếu như không có bảo vệ, trôi hết sang ra ruộng ra mương, hoặc là trôi sang nhà hàng xóm đúng không ạ? Đấy. Và cái thứ năm là giám sát đồng ruộng, tức là mình điều tra thường xuyên để mình kiểm soát được. Ví dụ như là mình thấy nó sâu bệnh nó bắt đầu có thì mình sẽ phòng trừ ngay. Và nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm, cái điều thứ sáu là nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Lợi ích của đất khỏe thì các bác cũng biết là, ví dụ như là đất, bây giờ nói đến đất khỏe thì những yếu tố nào là đất khỏe thì phải có những cái điểm gì thì mới cho là đất là đấy nó khỏe cả. Thứ nhất là nó phải có độ phì nhiêu đúng không ạ? Thứ nhất là phì nhiêu này, thứ hai là phải giữ được ẩm. Có một số cái đất mà mùn nhiều này, các bác trời mưa xong thì 3-4 hôm sau nó vẫn ẩm đúng không ạ? Một số cái đất thì nó cứ trơ ra, xong rồi sáng tưới chiều lại khô cong, có không ạ? Đấy chính là những cái để đánh giá cái độ khỏe của đất, bằng cái độ phì nhiêu này, bằng khả năng giữ ẩm và thoát nước này, bằng cái khả năng đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học là gì ạ? Trong cái đất của mình nó có giun, có dế đúng không ạ? Có vi sinh vật thì các cô không nhìn thấy, nhưng mà các loại vi sinh vật mà các cô có thể nghĩ ra, ví dụ như là con vi khuẩn này, hoặc là ngày trước các cô có nghe nói là khi mà mình trồng cái cây đậu đỗ ấy, thì cái con vi khuẩn ở trong cái nốt sần của cây đậu đỗ nó cố định đạm trong đất đúng không ạ? Đấy chính là hệ vi sinh vật ở trong đất. Đất mình nó phải đa dạng vi sinh vật. Ở đây ở nhà các cô các bác trồng, có những ruộng nhà ai mà có đất đảm bảo đất khỏe vì nhiều thì các cô giơ tay ạ. Nhà cô nào có đất tốt ạ? Đấy, nhà chú này đất tốt, đất nhà chú rất tốt đúng không ạ? Chú này nữa. Thì về cấu trúc và độ tơi xốp, nhà cô nào có đất nó bị chai cứng, không tơi xốp ạ, mà cứ cày vừa xào xáo xong hôm sau mưa lại rẽ xuống rồi không cứng nhắc, không cày được lên ạ. Nhà cô nào đất bị chai không ạ? Ngày trước thì một số vùng ví dụ như là ở Kim Sơn này, hoặc là một số vùng này Văn Giang họ về họ thuê đất họ trồng cái cây cao quýt như các cô. Thế sau đó sau 5 năm khi họ rút đi thì sao? Họ trả lại cái đất cho người nông dân, hỏng hết. Và sau đó nông dân lại bắt đầu một cái công cuộc cải tạo lại đất cực kỳ khó khăn và gian khổ, đúng không ạ? Họ lạm dụng nào là thuốc trừ cỏ, nào là thuốc trừ sâu, nào là phân hóa học, đúng không ạ? Thế xong họ khai thác đất quá sức, thế là đất nó hỏng. Thế thì để đảm bảo cái đất khỏe này, để tạo cho năng suất cây trồng ổn định, thì mình phải tăng cường cái sử dụng phân hóa học, tăng cường cái sử dụng phân hữu cơ, và giảm nhu cầu sử dụng phân hóa học. Đấy, cháu nói nhầm một tí mà có cô phát hiện ra ngay đúng không ạ? Vâng, bảo vệ môi trường này, làm cho đất khỏe, giúp giảm thiểu sói mòn này, và giảm các cái chủng loại thuốc bảo vệ thực vật này. Vâng, tăng cường nấm đối kháng, phân xanh, chế phẩm vi sinh. Ở đây có cô chú nào hay bón nấm đối kháng không ạ? Có chú này ạ? À?
có nhà chú nào hay bón nấm đối kháng nữa không ạ? Thế các thế chú hay bón nấm đối kháng, chú có tự nhân sinh khối nấm đối kháng không ạ? Tôi thì lấy trực tiếp về. Lấy trực tiếp ạ? 30-35 củ gói ạ? Vâng. Thế hôm nào sẽ có một cái buổi học là nhân sinh khối cái nấm đối kháng ấy để đỡ phải tốn tiền mua nhiều nha chú nhá. Và luân canh cây trồng này, đa dạng hóa cây trồng. Ví dụ các cô trồng rau, các cô có thay đổi các cái loại rau để cho đất nó không bị một loại. Ví dụ mình trồng mãi một loại thì sao ạ? Đó là luân canh. Vâng, mình phải luân canh này. Giảm cày xới. Đất mà cày xới quá nhiều thì nó cũng không tốt ạ. Đất cày xới quá nhiều cũng không tốt, bởi vì khi các cô cày xới quá nhiều ấy, thì nó cũng làm hỏng cái cấu trúc đất. Mà ví dụ như là nó có giun ở trong đất thì mình cày xới quá nhiều giun nó cũng chết đi ấy ạ. Vâng, hỏng ruộng. Thế nên là không cày xới nhiều này. Và trồng cây che phủ. Trồng cây che phủ là như nào ạ? Ở đây có chú nào trồng ruộng cây quả? Có cô chú nào trồng cây quả? Nhiều đúng không? Ngày xưa trồng cây quả là sao? Phun thuốc trừ cỏ này, rồi lại làm cỏ sạch trơn đúng không ạ? Bây giờ thì phải để thả cỏ đúng không ạ? Bây giờ phải để thả cỏ, tức là bây giờ phải để cái cây che phủ ở trên đất để dưỡng. Thì thường là các chú sẽ cắt cỏ cho cái, để cho cái cỏ nó không quá cao, không quá tốt, nhưng mà nó vẫn phải có cỏ ở trên ruộng để cái cỏ đấy nó làm giữ cái nó giữ cho ẩm đất này, và nó giữ cái hệ vi sinh vật ở dưới đất cho mình. Và các cô các chú thấy là mình để cỏ như thế thì sao, cái ruộng mình nó lại tốt hơn là khi mình làm sạch cỏ đúng không ạ? Đấy, vâng, nó không bị rửa trôi xói mòn đất, bảo vệ đất này, bổ sung chất hữu cơ cho đất. Cái ý thứ hai trong IPM, cái nguyên tắc thứ hai là cây khỏe. Cái này thì mẹ cháu cũng nói qua rồi, thì các cô các bác cũng hiểu rồi. Để tạo được tiền đề cho cái cây sinh trưởng phát triển tốt thì mình phải chọn cái giống khỏe, giống chống chịu sâu bệnh này, hoặc là ví dụ như là những cái giống cây ấy, nó sẽ quy định những cái năng suất, những cái chất lượng của cây. Nếu mình chọn cái giống cây có năng suất chất lượng tốt, ví dụ như là mình trồng cái bưởi diện thì đương nhiên là nó phải ngon hơn cái bưởi vàng rồi đúng không ạ? Đấy, mình lựa chọn cái giống cây cho nó phù hợp, tăng năng suất chất lượng và giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và canh tác bền vững lâu dài. Cái yếu tố thứ ba là yếu tố đầu tư thông minh. Đầu tư thông minh ấy thì ở đây có cô, có nhà cô chú nào sử dụng ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất không ạ? Có không ạ? Có nhà ông Bích ạ? Không, chưa, đây chưa. Đã gọi là ứng dụng công nghệ cao chưa? Chưa có. Chưa đúng không ạ? Ứng dụng công nghệ cao ví dụ như là các cô các chú trồng rau mà nó phải có nhà màng, nhà lưới này, nhà kính này đúng không ạ? Đúng. Vâng, đấy cũng là công nghệ cao này. Hoặc là người ta sử dụng những cái máy móc vào. Ví dụ như là người ta có hệ thống tưới, tức là người ta lắp cái hệ thống tưới xung quanh vườn. Sau đó thì sao ạ? Đi đâu chỉ cần ấn nút trên điện thoại là nó tự tưới đúng không ạ? Vâng. Có không ạ? Có không ạ? Chưa có đúng không ạ? Chưa có, mặc dù là chưa có đến như thế, nhưng mà cháu cũng biết là có nhiều nhà cô chú là cũng đã chôn những cái ống ngầm, chôn những cái ống tưới ngầm. Sau đó thì mình đứng ở một đầu mình vặn vòi là nước không chảy ra vườn, mặc dù là chưa có điều khiển ở trên điện thoại, chưa có máy móc như thế, nhưng mà cũng có là mình cũng chôn ống ngầm rồi là mình vặn một đầu là cả ruộng ướt đúng không ạ? Vâng. Thế nó cũng gọi là bán tự động hóa đúng không ạ? Một nửa đầu tư thông minh. Vâng. Tự động hóa. Vâng. Đấy là mình động chứ không phải tự động ạ. Thế, và sử dụng những cái năng lượng tái tạo và bền vững. Sử dụng các cái phụ phẩm. Ở đây các cô, các chú có sử dụng tái chế những cái phụ phẩm, ví dụ như là rơm rạ này, hoặc là ví dụ mình ủ cây chuối, thân chuối các thứ mình ủ ra để mình thành cho phân xanh, có không ạ? Và cỏ rác này, cỏ dại này, và sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ để góp phần xây dựng một cái nền nông nghiệp bền vững, đúng không ạ? Mình làm như thế mình vừa không tốn tiền phân hóa học mà cái ruộng đất của mình nó lại tốt hơn. Tái chế. Vâng, sản xuất theo hướng bền vững và hữu cơ, tức là thiên về nông nghiệp hữu cơ, đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ giúp làm giảm cái sự phụ thuộc vào hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Sử dụng nhiều các cái biện pháp sinh học thay cho các cái hóa chất độc hại, tức là ví dụ như là cái chi chô đề ma ấy các cô chú ạ. Cái chi chô đề ma đấy mà pha loãng ra phun lên lá cây, nó còn làm
một cái thành phần là nấm đối kháng, nó làm giảm các cái bệnh nấm trên lá cây. Có cô chú nào sử dụng cái biện pháp ý không ạ? Có ạ, vâng ạ. Đấy chính là về lấp lá như nào? Phun tưới phủ phân. Vâng, phủ phân. Vâng, bác học sao ạ? Phun tưới phủ phân sạch sẽ môi trường, tạo vi sinh, tạo môi trường cho nấm đối kháng và trong đất trừ cái nấm độc. Thì để 1-2 phút nữa, lúc nào bác cứ để đấy, lúc nào xong về lấy sau. Vâng. Yên bình. Vâng. Sử dụng các cái biện pháp sinh học này, cơ học này thay thế cho hóa chất độc hại, làm giảm thiểu tác dụng tiêu cực đến với hệ sinh thái và con người. Thị trường và chuỗi cung ứng thông minh, cái thương mại điện tử ở đây có chú nào đã sử dụng thương mại điện tử chưa? Có chú nào bán hàng, con cái bán hàng online hộ cho? Ship hàng online có không ạ? Có không ạ? Có chứ, đương nhiên là có. Cháu biết là có, bởi vì là thời buổi bây giờ là nó càng ngày nó càng tiến tới cái thương mại điện tử. Tức là một số các cô chú là mặc dù các cô chú không trực tiếp làm được, nhưng mà con cái của các cô chú là đã ứng dụng cái công nghệ thông minh, ứng dụng bán hàng thương mại điện tử, giúp bố mẹ, giúp ông bà mình tiếp cận với những người tiêu dùng thông qua các cái kênh điện tử. Thế mà sau khi mà có nhiều đơn thì sao, con cháu cũng xin cho, đúng không ạ? Cái nội dung thứ tư là bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo vệ môi trường sinh thái thì sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, ở đây nhiều cô chú cháu vừa nghe nói là nhiều cô chú đã sử dụng rồi này, giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Mình sẽ chuyển sang các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học để vừa đảm bảo cho sức khỏe của chính bản thân mình. Khi các cô chú đi phun thuốc thì sao ạ? Người trực tiếp, người đầu tiên, người hít nhiều thuốc nhất là ai ạ? Là ai ạ? Là chính mình, đúng không ạ? Là chính mình. Thế nên là cái việc mà giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chuyển sang thuốc sinh học là để bảo vệ ai đầu tiên ạ? Bản thân mình đầu tiên, đúng không ạ? Vâng, luân canh và sen canh này, sử dụng nước tưới hiệu quả để bảo vệ nguồn nước. Ngày xưa thì các cô hay tưới tràn, trồng rau hay tưới tràn, nhưng bây giờ thì cũng ít rồi, đúng không ạ? Mình có phương pháp tưới là để tiết kiệm nước này, sử dụng hiệu quả và quản lý đất một cách bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu các cái tác động từ biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu như gần đây nhất các cô gặp được cái biến đổi khí hậu kinh khủng là gì ạ? Là cơn bão, đúng không ạ? Sau cái cơn bão đấy thiệt hại rất nhiều, thiệt hại từ rau hoa màu, đúng không ạ? Đấy chính là một cái của biến đổi khí hậu. Hoặc là ví dụ như là thời tiết các cô cũng thấy nó biến đổi. Mùa hè thì sao ạ? Nắng nóng hơn, khô cằn hơn này. Mùa đông thì sao ạ? Mùa đông đến muộn nhưng mà lại lạnh hơn, đúng không ạ? Vâng. Bảo vệ thiên địch. Cái nội dung bảo vệ thiên địch này thì trên đồng ruộng của các cô nha, nhất là những cái vùng mà trồng đa dạng thì các cô sẽ càng gặp được nhiều các cái con thiên địch. Đây ví dụ như cái con bọ hành cứng, hoặc là kiến ba khoang, hoặc là nhện. Các cái con kiến ba khoang nó ăn gì ạ các cô? Lá rau. Kiến ba khoang nó ăn lá rau ạ? Ăn dẹp. Con đúng rồi ạ chú ạ, con kiến ba khoang nó ăn dẹp. Thế nhiều cô không biết lại tưởng là nó ăn lá rau, nhìn thấy thì phải sợ chết. Đúng không ạ? Vâng. Con nhện thì nó ăn gì ạ? Những con này là những con thiên địch bắt mồi ạ. Nó bắt mồi và nó thì bắt sâu hại. Đấy các cô sẽ nhận biết một số loài thiên địch này. Ví dụ như là cái con bọ cánh cứng này, ba khoang. Con bọ cánh cứng ba khoang này khác con kiến ba khoang, nó cũng ba màu nhưng mà nhìn nó khác. Con kiến ba khoang này, hoặc là con nhện, các cái con nhện chân dài, nhện răng tơ ấy ạ. Hoặc là những con nhện ngắn, chân ngắn này, nhện lưới, nhện răng lưới này, nó sẽ bắt mồi. Nó bắt những cái con gì ạ? Nó bắt những cái con, ví dụ như là ruồi đục quả này, các cô này, dẹp này, hoặc là sâu bướm mà vướng vào lưới này. Đó. Khi mà trong ruộng của các cô các chú ấy, có nhiều kiến ba khoang thì cháu đảm bảo với các cô các chú là mật độ dẹp ở trong ruộng của các cô các chú nó sẽ không thể nào nó cao được, bởi vì con kiến ba khoang này nó sẽ ăn dẹp rất là mạnh. Đây ạ, khi mà các chú áp dụng vào trong ruộng nhà mình thì phải theo cái tháp này, tức là cái biện pháp sử dụng thuốc hóa học là nó phải là cái biện pháp trên chóp, tức là sao ạ? Là biện pháp ít nhất, đúng không ạ? Là biện pháp sau cùng. Thế thì khi mà cháu đi dạy nhiều lớp thì cháu thấy các cô các chú là
cứ đầu tiên vào một phát sâu bệnh gì là hỏi luôn, là cô nói luôn cho tôi biết là cái sâu bệnh này phải phun cái thuốc gì để tôi ghi luôn vào cái tên thuốc để tôi mua tôi phun luôn, đúng không ạ? Thế thì cháu mới bảo là cái biện pháp hóa học bao giờ nó cũng là cái biện pháp cuối cùng, tức là mình phải từ cái biện pháp áp dụng nhiều nhất, tức là phòng ngừa này, sau đó mình phải vệ sinh môi trường này, mình phải sử dụng các cái biện pháp vật lý, biện pháp cơ giới, sau đó thì sẽ đến gì ạ, các cái biện pháp sinh học. Biện pháp sinh học là bao gồm là gì ạ, các cái loài sinh vật thiên địch này, hoặc là các cái thuốc sinh học này, sau đó mới đến cái biện pháp cuối cùng, tức là áp dụng hết các cái biện pháp kia rồi thì mình mới dùng đến cái biện pháp cuối cùng là biện pháp hóa học, đấy là cái biện pháp hạn chế ạ. Thế nên là bao giờ các cô cũng phải ghi nhớ là mình áp dụng những cái biện pháp phòng ngừa trước, bởi vì bao giờ mà ruộng nhà các cô mà được phòng bệnh trước thì nó cũng sẽ tốt hơn là mình đợi đến lúc có bệnh rồi mình mới đem đi phun thuốc hóa học, đúng không ạ? Tiếp tục về các cái loài thiên địch, đây là hình ảnh con nhện nó bắt mồi ạ. Đây hình ảnh của con nhện bắt mồi này, các cái loài nhện ăn thịt ví dụ như là nhện lùn này, nhện nhảy, nhện lưới, nhện linh miêu, các cái loài chúng sẽ ăn các cái loài sâu dệt, sâu bướm, châu chấu, ruồi rậm, ruồi vàng. Trên ruộng rau và ruộng cây quả rất nhiều ruồi, đúng không ạ? Ruồi vàng. Vâng, dù cho dù là sống trên cạn hay dưới nước thì nhện đều là cái loài đứng đầu trong cái việc là săn mồi. Nhện ví dụ một con nhện trưởng thành có thể ăn tới 15 con mồi mỗi ngày đấy, tức là trong ruộng nhà các cô chỉ cần có một con nhện thôi nó đã ăn được 15 con sâu rồi. Thế nên là nó sẽ góp phần trong cái việc là làm giảm cái đối tượng sâu hại trong cái ruộng của các cô các chú. Bọ rùa, cái bọ rùa nó cũng có nhiều loại, các cái loại bọ rùa có ích, ví dụ như là bọ rùa đỏ, bọ rùa vàng, bọ rùa 6 chấm, bọ rùa 8 chấm. Và các cái loại bọ rùa thì ngay cả con trưởng thành và ấu trùng đều là kẻ thù các loài côn trùng gây hại, chứ không phải là chỉ là cái con trưởng thành đâu ạ, mà từ bé nó đã ăn rồi. Bọ rùa này ăn dệt rất khỏe này. Nếu như mà trên ruộng này các cô có nhiều bọ rùa thì nó sẽ ăn được dệt rất là nhiều ạ. Đây ạ, mỗi ngày một con dệt ăn một con bọ rùa có thể ăn được 5 đến 10 con dầy, hoặc các loài côn trùng như là dệt sáp, dệt vừng, bọ chỉ, ruồi trắng, bọ mạng, bọ chét. Đấy, cái con bọ rùa này nó rất có ích, nó rất có ích. Thế nên là nhìn thấy bọ rùa thì sao ạ, không đập chết nhá các cô nhá, mình phải bảo tồn con bọ rùa. Bọ rùa có nhiều loại đúng không ạ? Bọ rùa có nhiều loại. Những cái loài bọ rùa mà cháu kể trên này là bọ rùa ăn côn trùng, nhưng mà trong đó lại có loài bọ rùa này ăn lá, có loài bọ rùa ăn lá. Đây ạ, đây là những cái loài bọ rùa mà thiên địch nhá, ăn dễ nhá. Còn đây là con bọ rùa ăn lá. Đây ạ, đây chính là con bọ rùa ăn lá. Nhìn thì nó cũng khó phân biệt phải không ạ? Cái con bọ rùa này là con bọ rùa ăn lá này. Cái lưng nó tròn tròn, cái lưng nó tròn tròn, nó là bọ rùa 28 chấm ạ, 28 chấm ạ, 28 chấm. Còn cái con bọ rùa đỏ này này, bọ rùa mà màu đỏ này này, hoặc là bọ rùa mà lưng sọc này, thì lại là bọ rùa có lợi ạ. Vâng. Con này nữa, con bọ ngựa là vua săn mồi hảo hạng. Bọ ngựa được mệnh danh là vua săn mồi ạ. Vì sao ạ? Có hai cái tay như hai cái lưỡi chém đúng không ạ? Bồ mồi rất giỏi ạ. Tiếp đến là kiến vàng ạ, kiến lửa ạ. Đốt thì rất là đau đúng không ạ? Vâng, dây vào kiến lửa thì đốt rất là đau. Nhưng mà nó lại chính là một cái loại thiên địch ở trong ruộng của các cô. Tức là ruộng có tổ kiến thì sao ạ? Nó sẽ thầu hết, nó sẽ tiêu diệt hết, dẹp hết các thứ, nó sẽ tiêu diệt và nó tha về tổ, nó làm thức ăn. Vâng, tiếp theo là đến chuồn chuồn ạ. Tiếp theo là đến chuồn chuồn ạ. Vâng, con mồm muỗng, con mồm muỗng này, con cào cào thì ăn lá, nhưng con mồm muỗng này thì sao ạ? Nhìn giống con ngan cào cào nhưng mà nó lại không ăn thực vật mà nó lại ăn sâu, ăn dày. Thế nhiều cô nhiều bác không biết, cứ tưởng là cái con này nó ăn lá đúng không ạ? Nhìn màu xanh xanh chắc là ăn lá rồi, nhưng mà nó lại là con thiên địch ạ. Và các loài ong ký sinh, các cô có phân biệt được các loài ong ký sinh này đối với cái ong cái con ruồi vàng. Ruồi vàng nhìn nó có khác không ạ? Cái con ong ký sinh này nha các cô nhá, nguyên tắc của nó là như thế nào?
nó sẽ đẻ trứng của nó vào cái con sâu và cái con dầy đây ạ. Hình ảnh này, một con ong ký sinh này đẻ trứng vào cái con ký chủ. Sau đó thì sao ạ? Cái quả trứng nó nằm bên trong cái con sâu và nó sẽ ăn thịt con sâu, sau đó sẽ chui ra ngoài. Chính vì thế cho nên là các cái loài ong ký sinh này, trong tự nhiên ong ký sinh nó góp phần rất là nhiều trong cái tiêu diệt sâu hại. Ở mình thì vùng của mình thì không trồng sâu, không trồng lúa. Thế nhưng mà cái vụ vừa rồi ấy, cái vụ vừa rồi nha, bọn cháu đi điều tra lúa ở các cái vùng khác, thì khi mà cháu đi ra đồng cháu điều tra lúa, cháu ngắt bao cuống. Ngày xưa các cô có trồng lúa không ạ? Vâng. Thế cháu sẽ nói qua về cái lúa, là vì là cái vụ vừa rồi nhá, vụ trước năm ngoái thì cực kỳ nhiều sâu cuốn lá, phun thuốc rồi vẫn không hết, vẫn bị trắng lá. Thì đến cái vụ vừa rồi, khi mà cháu đi thăm đồng, cháu ngắt cái bao cuống lên để cháu xé ra xem là bên trong con sâu cuốn lá nó phát triển đến cái tuổi nào rồi, để cháu dự đoán xem là lứa tiếp theo sẽ ra ngày nào để ra thông báo phòng trừ cho bà con. Thì khi cháu xé cái bao ra thì thấy bên trong cực kỳ nhiều kén trắng, và cái kén trắng đấy thì cháu biết cái kén trắng đấy là kén của ong ký sinh. Thế là cháu đã đoán được ngay là vụ này sâu cuốn lá sẽ nhẹ, và đúng như thế là vụ này sâu cuốn lá nhẹ thật. Bởi vì sao? Đã có một cái nguồn ong ký sinh cực kỳ lớn trên đồng ruộng, nó ký sinh hết vào những cái con sâu cuốn lá của cái lứa trước, hay là lứa sau sâu cuốn lá không ra được nữa. Đây ạ, nấm đối kháng. Ví dụ một số loài nấm đối kháng, ví dụ như kể cả cái nấm chi trồ đầy ma mà căn vô các bác hay dắt, nó cũng làm một cái nấm đối kháng. Cái nấm đấy nó làm cho các cái sinh vật hại, ví dụ như là các cái nấm hại, những cái nấm và vi khuẩn hại, nó ức chế không phát triển được. Cái loài nấm xanh này, thì người ta ứng dụng là phun lên trên cây hoặc là phun vào trong đất để làm cho gây bệnh cho các cái côn trùng gây hại. Đây ạ, đây là hình ảnh của cái con này là con ấu trùng bọ cánh cứng gây hại. Cái con bọ cánh cứng này là con sâu đục thân trên các cái cây ăn quả to ấy ạ. Các cô chú có biết không ạ? Vâng. Thì sau khi mà nó tiếp xúc với cái nấm xanh này thì nó sẽ bị gây bệnh như này, và nó sẽ không thành con trưởng thành được nữa. Cái nội dung thứ năm là giám sát đồng ruộng. Giám sát đồng ruộng ấy thì các cô bác chú vẫn làm thường xuyên rồi. Là sao ạ? Mình theo dõi chặt chẽ cái sự phát triển của cây trồng này, mình kiểm tra các cái quá trình sinh trưởng và các cái tình trạng sức khỏe, dấu hiệu bệnh tật cây trồng, để mình phát hiện sớm nhất, nhận biết sớm nhất để có biện pháp xử lý, đúng không ạ? Cái nội dung thứ 6 là nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Chuyên nghiệp là sao ạ? Là các cô các chú tự mình học hỏi, không phải việc là các cô các chú tham gia vào các cái lớp như thế này, mà tự ở nhà. Cháu cũng biết là các cô các chú rất là ham học hỏi, đúng không ạ? Nhìn thấy mọi người hàng xóm hoặc là nhìn thấy những cái hộ mà người ta làm tốt thì sao ạ? Mình cũng muốn đi đến mình hỏi thăm xem là họ làm như thế nào, sau đó mình học hỏi theo, có không ạ? Có. Vâng ạ. Cháu biết là các cô các chú ham học hỏi, nhiều khi còn ham học hỏi hơn cái lớp trẻ của cháu nhiều khi thụ động hơn các cô các chú. Có những cô chú nhá, tự mình đi lên YouTube mở ra, xong rồi xem cách làm, xong rồi tự mình thực hiện trên ruộng nhà mình, và sau đó thì sao ạ? Đưa ra những cái biện pháp tốt nhất, đúng không ạ? Ngoài cái việc là nắm vững các kiến thức ấy thì còn có trách nhiệm với xã hội, tức là sao ạ? Mình biết thì mình cũng sẽ giúp đỡ các cái bà con khác, đúng không ạ? Và thường xuyên học hỏi, cập nhật các kiến thức mới để theo kịp cái xu hướng và cải thiện kỹ năng. Những người nông dân có trách nhiệm và chuyên nghiệp ấy đóng một cái vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cái nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững cho tương lai. Sự khác nhau của cái biện pháp IPM và IPSM. IPSM là canh tiến lên ạ. Biện pháp IPM thì đối với đất ấy, biện pháp IPM người ta sẽ lựa chọn đất, tức là khi mà trồng cây thì việc đầu tiên là người ta sẽ đi chọn đất. Nhưng mà biện pháp của IPSM là sao ạ? Là bồi dưỡng và cải tạo đất, tức là mình sẽ sử dụng cái đất đấy lâu dài, mình sẽ bồi dưỡng cho nó đấy, cái đất đấy của mình là cái đất tốt nhất. Sử dụng các cái biện pháp kiểm dịch thực vật này, các cái biện pháp sinh học hóa học, và IPSM nó còn thêm một cái nữa là thị trường hàng hóa và bảo vệ môi trường sinh thái đa dạng sinh học để chống lại biến đổi khí hậu. Thế nội dung của cái buổi học hôm nay đến đây là cháu đã trình bày xong cái nội dung của cháu rồi. Thế các cô các chú có vấn đề gì mà còn thắc mắc thì bây giờ các cô các chú
vẫn còn thời gian khoảng độ 15 phút nữa trước khi các cô các chú đến giờ phải nghỉ để đi về lo công việc hoặc đón cháu, thì các cô các chú hãy đặt ra câu hỏi, sau đó cháu sẽ giải đáp những thắc mắc của các cô các chú về cái phương pháp IBSM này buổi học ngày hôm nay. Có cô chú nào có câu hỏi gì không ạ? Có cô chú nào có câu hỏi gì không ạ? Cô giải thích cho là tại sao đất của bà con đất bị cai giữ. Vâng. Là vì do cái cô đi sâu về cái mà bón phân và tạo vi sinh vật đất mà nó rất là thì sẽ có một cái buổi cháu nói riêng về đất và tái tạo đất. Tuy nhiên thì bây giờ cháu cũng sẽ nói qua một chút, tức là cái đất ấy thì khi mà mình sử dụng lâu ngày, như các cô các bác tưởng tượng là cái khối lượng cái cây trồng của mình nó lấy chất dinh dưỡng từ đất đi đúng không ạ? Nó phải được đền bù lại, tức là nó lấy đi từ trong đất để nó tạo lên một cân quả, một cân rau. Khi mình đem một cân quả, một cân rau mình đi chỗ khác thì mình phải bù lại cho nó một cái lượng tương xứng đúng không ạ? Về vật chất, ví dụ như là hữu cơ hoặc là phân bón hoặc là vi sinh vật, mình phải bù lại cho nó đủ để nó tái tạo lại cái đất của nó đúng không ạ? Thế nhưng mà thường là các cô các chú làm thì sao ạ? Như ngày xưa thì bón phân hóa học thì bón thân đơn này, trồng cả một ruộng rau, thu hoạch lên mấy tạ đúng không ạ? Nhưng mà lại chỉ mua cho nó có 2-3 cân đạm rắc vào. Thế thì sao ạ? Một vụ, hai vụ thì đất nó còn gồng gánh được. Thế nhưng mà qua quá nhiều thời gian thì sao ạ? Nó hỏng. Thứ hai là còn cái việc là ví dụ lạm dụng thuốc trừ cỏ. Khi các cô các chú phun thuốc trừ cỏ lên đất này thì cái thuốc trừ cỏ, ví dụ như trừ cỏ cháy nhỉ? Sao ạ? Nó cực kỳ độc đúng không ạ? Phun lên đất nó làm ảnh hưởng đến kết cấu của đất. Rồi là thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ mình phun vào đất thì còn làm gì ạ? Chết hết rung rế đúng không ạ? Chết hết rung rế này. Vâng, chết vi sinh này. Mà mình ví dụ mình làm chết vi sinh của nó mà mình lại không bù lại vi sinh cho nó đúng không ạ? Lấy đi cái gì thì phải trả lại cái đấy. Nguyên tắc rồi, nguyên tắc bất di bất dịch rồi. Không có cái gì tự nhiên sinh ra, tự nhiên mất đi đúng không ạ? Nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Cái đấy nó chuyển đi chỗ nào? Chuyển đến cái bãi rác đúng không ạ? Chuyển đến cái bãi rác. Hàng ngày mình mua rau quả để mình ăn này, bỏ rau quả thì sao ạ? Có trả lại cho đất không ạ? Không ạ, bọc lại thành túi rác, sau đó trở đi đến một cái khu vực bãi rác và vứt ở đấy đúng không ạ? Mình có trả lại hữu cơ cho đất không ạ? Mình không ạ, mình chỉ lấy đi thôi, mình không trả lại. Thế nên là khi mà các cô các chú nắm được cái nguyên lý ngay từ ban đầu là sao? Mình lấy đi cái gì, mình lấy đi bao nhiêu, mình phải trả lại bấy nhiêu đúng không ạ? Trả lại bằng cách nào ạ? Các cô sử dụng phân bón hữu cơ này, trả lại phân bón hữu cơ cho đất này, trả lại các cái ví dụ như là thân rễ lá lấy đi đúng không ạ? Trả lại cho nó đúng cái phần thân rễ lá đấy, bổ phân sinh học này, bổ phân từ cỏ rác cành cây lá cây đúng không ạ? Bổ thành phân rồi là phân gà này, hoặc là rắc trấu vào, mình có thể rắc trấu vào này, những cái đấy phụ bằng vi sinh, sau đó trả lại cho đất đúng không ạ? Thì bồi dưỡng dần lên, mình sẽ trả lại càng nhiều, bồi dưỡng dần lên thì sao, đất mình là tốt dần lên đúng không chú? Thì các chú cứ áp dụng đúng cái nguyên tắc như thế là được ạ. Có cô chú nào có câu hỏi gì khác không ạ? Hỏi cái giải thích như thế, cái lần đối kháng này cũng có hơn gì không? Vâng ạ. Lần đối kháng hôm nào học về cái bài về đất ấy, học về cái bài mà về đất ấy, thì cháu sẽ dạy kỹ hơn về cái lần đối kháng. Thì tuy nhiên là cháu cũng nói qua là cái lần đối kháng đấy vốn dĩ bình thường nó cũng vẫn tồn tại trong đất, vì là giống như là trong một cái hệ sinh thái trong đất thì gồm nhiều loại vi sinh vật, trong đó bao gồm là nấm này, vi khuẩn này, không chỉ có nấm đối kháng mà có cả vi khuẩn đối kháng nữa, vi khuẩn đối kháng nữa. Thì các cô chú tưởng tượng như là mình ủ một cái mẻ rượu nếp, mình ủ một cái mẻ rượu nếp đúng không ạ? Hoặc là mình muối một bãi dưa thì sao ạ? Trong cái bãi dưa đấy nó có nhiều loại vi sinh vật trong đấy đúng không ạ? Thì trong đất cũng thế, luôn luôn nó có các cái vi sinh vật để làm gì ạ? Phân hủy các cái chất hữu cơ trong đất đúng không ạ? Vứt cái gì xuống đất mới mấy hôm sau là thối đúng không ạ? Bốn dĩ là vẫn có, trong đất nó vẫn có, nhưng mà sao ạ? Khi mà cái đất nó bị mất cân bằng đúng không ạ? Đất nó mất cân bằng thì sao ạ? Cái vi khuẩn và cái nấm có hại nó sẽ phát triển mạnh hơn cái nấm đối kháng. Ví dụ như là các cái nấm gây bệnh đạm ôn, gây bệnh khô bản, gây bệnh cháy lá, gây bệnh kẻ sẹo, các cái vi khuẩn gây bệnh cối rễ đúng không ạ? Nó phát triển quá mạnh, mà cái nấm đối kháng
bị giảm yếu đi. Tức là hai cái hệ vi sinh vật vi khuẩn đối lập này, nếu bên này mạnh hơn thì sao ạ? Bên kia bị yếu. Thế nên là cái bên mà đối kháng của mình, cái bên mà tốt thì nó lại bị yếu. Thì mình phải làm nào bổ sung vào, đúng không ạ? Mình cho, mình đổ thêm hai cái thằng này vào để cho nó đẩy lại, nó đẩy lại bên này. Thế thì khi đó thì cái vi khuẩn này đấm cơ lợn nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ tiêu diệt những cái con vi khuẩn có hại và đấm có hại, làm cho cái phần rễ của cây mình nó sẽ ít bị vi khuẩn có hại xâm nhập hơn. Đấy, thì ví dụ như là các cô các chú này hoặc là trẻ con ở trong nhà, đúng không ạ? Khi mà nó bị ốm, bị đau bụng thì sao? Hệ vi sinh vật trong đường ruột của nó bị yếu, đúng không ạ? Nó sẽ bị ăn không tiêu này, hoặc là đi ngoài phân sống này, hoặc là gì đó thì sao? Bác sĩ kê cho cái gì ạ? Bác sĩ kê cho cái men vi sinh để về nhà uống, đúng không ạ? Các cái ống men vi sinh, đúng không ạ? Hoặc là thuốc tiêu hóa, đúng không ạ? Thì cái đất trồng cũng y như thế ạ. Đấy, đất trồng y như thế. Mình là bác sĩ trong cây, đúng không ạ? Không phải bác sĩ trong người, mình là bác sĩ trong cây. Mình cũng sẽ kê cho đất những cái đất nó đang bị hệ tiêu hóa của đất nó đang có vấn đề. Thế là mình sẽ kê cho nó là thêm một gói, hoặc là hai gói, hoặc là ba gói cái vi sinh vật vào đấy để nó phục hồi lại cái hệ cân bằng. Sau khi nó cân bằng lại rồi thì sao? Mình có thể ngưng, mình không cần phải bổ sung đều đặn, đúng không ạ? Có cô chú nào có câu hỏi gì khác không ạ? Hoặc là một số các loại bệnh
Thế mà nếu mà để mở biết chính xác thì phải khám trực tiếp hoặc là được nhìn thấy hình ảnh cơ, chứ còn để lại thế thì với khả năng của cháu cũng chưa có khả năng để bắt bệnh như thế. Tôi giải thích này, năm nay chúng tôi thấy bệnh là thứ nhất tên người đi tại sao là không hầu như đấy khắp miền Bắc này không riêng gì khu nào đâu. Thế nhưng mà nơi càng trung càng thấp thì càng kém, là vì cái lượng năm nay nóng là quá nhiều, mưa rất nhiều so với trung bình hàng năm, thì thành ra ảnh hưởng rất lớn. Nên tôi nói rất thế, cho nên là những cây bưởi phát triển nó khoảng năm nay xỉn và kém, và hai độ ngọt cũng sẽ giảm tới khoảng 15-20% so với hàng năm. Thế còn trong vườn mà nó có cũng như cái cây có cây sám hoặc cây thông thì những cây nào mà nó đứng và nó cũng thoáng nhận nhiều ánh sáng hơn thôi, còn cây nào đứng là tối tối khuất nhiều hơn là nó giảm, nó giảm hai cách, giảm nắng khác và giảm này là giảm do nhiệt độ chung của má ngay từ khi quả sinh vật bé nó mà nó có sự bỏ vào trong nó làm cho giảm rồi. Thế cho nên là cái biện pháp đấy là học cái khi mà hoa nó bị nở rồi sau đó ra là con mà phải xử lý rồi, nếu không xử lý nó lên giá hết thì những cái mà giảm quả kiểm soát nó rất bẩn tắc này các bạn. Chú Bích gì ạ? Chú Bích ạ? Vâng, chú Bích là một nông dân trồng được thì chuyên nghiệp có tiếng đúng không ạ? Thì chú Bích nói thì các cô các chú thì có thể học hỏi được từ chú Bích, tức là bưởi giám ấy, thì nó có nhiều nguyên nhân, giống như là cháu với cả chú Bích đã nói là hoặc là do nhện này, hoặc là do rễ, hoặc là do rễ này, thời tiết này do rễ này đấy. Thế thì các cô các chú sẽ phải áp dụng ngay từ đầu các cái biện pháp để làm sao cho đất trồng thì nó phải được thoát nước đúng không ạ, thoát nước thông thoáng, rồi là mình sẽ phòng trừ nhện, phòng trừ nhện từ cái lúc mà quả còn non để cho nó không bị ảnh hưởng đáng quả đấy ạ. Vâng, có cô chú nào có câu hỏi khác không ạ? Năm nay nhà chú biết có nhiều người không ạ? Trên hết cần phải đi rồi, nên năm nay là mất cái quả ít nhiều. Thế cái vườn này chúng mình đi vào đấy là cái điểm đi hết rồi, chỉ là bỏ nương cắt hết cành chiếm tổn, chỉ còn có mấy cây gốc bổ mạnh nó ở trong vườn để vẫn quả vẫn sẽ làm những cái vườn cành. Chính là để học hỏi từ nông dân, học hỏi từ những cái nông dân chuyên gia như này, học hỏi từ những người nuôi chuyên gia này, chính là chú Bích đây cũng là một điển hình của nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm đúng không ạ? Nội dung thứ sáu, rất nhiều nội dung mà cháu học được từ các nông dân hơn những cái mà bọn cháu học được trên giảng đường đúng không các cô chú? Những người nông dân làm giỏi chính là điển hình cho những nông dân chuyên nghiệp, và sau đó thì nhờ cái kiến thức của mình thì những cô chú đấy sẽ đi tuyên truyền và hướng dẫn lại cho những ban nông dân khác để cho tất cả mọi người cùng sẽ càng ngày càng phát triển hơn để nông nghiệp phát triển ạ. Tôi xin có ý kiến là nhờ cô giáo tìm hiểu cho cái bệnh của ngày một số bà con ngó tay chúng tôi phải đau đầu về nó, tức là khi thay đổi mà đã héo lá vàng lá và chết rút không làm sao chữa. Đúng rồi, không thể chữa được. Cái bệnh đấy trên ổi nó cũng giống như là cái bệnh vàng lá thối rễ của cam nó cách đây 1-2 năm đúng không chú? Cái cam quýt thì nó do cái grelin thì không ạ, bệnh grelin lại khác, bệnh vàng lá thối rễ khác. Sang chết theo kiểu mà do nấm. Vâng, nấm rễ ạ. Vâng, thì có thể khắc phục. Cái ổi thì tôi chưa thấy cái này. Tức là nó héo không? Nó héo toàn cây hay là nó chỉ héo cây? Khi có khi là toàn cây, có khi là một cành, chết một cành. Vâng. Giảm xuống tận dễ thì làm cái dễ ở trên cành như thế này mà nó ảo. Thì tôi cho dễ bị đen đúng không ạ? Dễ bị đen đúng không? Nó lan ra cả cây. Vâng. Khi mà chú đào dễ lên thì chú cắt ra thì có thấy là cái dễ nó đen, cái mạch dẫn nó đen mà. Thế thì chắc chắn là nguyên nhân là do bệnh từ dễ, từ đất mà lên. Đúng không ạ? Thế thì
không có cách nào khác là phải cải tạo đất, rắc những cái chế phẩm vào đất này, sử dụng đất đối kháng này và thuốc chống nấm chống thối. Thì chúng tôi thì cũng có cái biện pháp phòng trừ được cho các con như thế, không trừ được. Đúng rồi, những cái bệnh đấy không trừ được đâu ạ. Chúng tôi thì khuyên bà con là chỉ có là sau khi cây nó như thế thì dùng kéo này, dao kéo cắt cái cây đấy, vâng. Sao cắt thì cắt là không được, vô trùng, không có tránh lây. Vâng. Thứ hai nữa là làm một chặt bỏ và cái sắc bôi bột đấy là phải sắc bôi bột. Vâng. Và cây đó phải đem tiêu được. Không được, kể cả cái câu hỏi này mà chú có đưa cho các cái giáo sư tiến sĩ thì người ta cũng chỉ trả lời như thế thôi, bởi vì nó đã là bệnh về rễ, bệnh vi khuẩn và về rễ, thế 100% là chỉ có tiêu hủy thôi chú ạ, tiêu hủy chứ không thể nào mà phun thuốc gì vào cho nó phục hồi được, vì là một cái cây mà rễ nó đã hỏng rồi đúng không các cô các chú, nó sao phục hồi được đúng không ạ? Cái cành nó chết thì nhiều khi mình cắt đi thì cái cây nó còn mọc lên cành khác, chứ cái bộ rễ nó đã chết rồi thì sao? Có đúng không ạ? Kể cả các chuyên gia, chính cái bệnh đấy năm nay nó không chỉ là trên cây ổi mà trên ngô hoặc trên rau, giống như lúc đầu cái buổi học đầu tiên của buổi học xong chúng ta nói là rất nhiều nông dân kêu, tức là cây ngô tự nhiên nó cứ thối nó chết từ gốc lên đúng không ạ? Rồi là rau gieo ra thì 1/3 đi một, 1/3 đi 1/4 ruộng là chết đúng không ạ? Cơ bản cái giống nhà chú là chuyên làm giống đúng không ạ? Bà con tự nhiên là cứ tây bệnh thì rất khó không kiểm soát. Vâng ạ. Thế cho nên là đi đưa lên là đi lên. Vâng ạ. Chúng thấy là nhiều người đã đợi sau cái việc đó là sau khi đã ép hoàn về chết cũng lên rửa cho nghe. Vâng. Ngay trong cái một cây này và cây nào cũng thế chết rồi. Vâng. Khi mà nó đã yếu rồi thì mình có chăm sóc cây mà cây cũng khỏe đúng không? Cái thứ hai trong cái nội dung của IBM là đầu tiên là đất khỏe, thứ hai là cây khỏe đúng không? Cây mà không khỏe thì sao ạ? Sâu bệnh nhiều rồi chăm sóc cũng khó, năng suất không đạt đúng không ạ? Chất lượng kém. Đấy, cho nên là cái quan trọng nhất mà đã được đặt lên hàng đầu bây giờ đấy không phải là nước, không phải là thuốc, không phải là gì mà lại là đất đúng không ạ? Quan trọng nhất bây giờ lại là đất. Vâng. Nhà chú nào mà có đất tốt thì sao ạ? Rắc cái gì cũng lên được đúng không ạ? Đây nhà chú đất tốt, hôm nay chú giơ tay đất là chú tốt đúng không ạ? Cây xanh tít đúng không ạ? Vâng. Các cô các chú nhân đi vào vườn nhà nào mà thấy cây của họ rất xanh rất khỏe thì sao ạ? Chắc chắn đất của họ rất tốt. Nhiều cô chú là tiết kiệm cái phần hữu cơ, nhưng mà những chú mà làm cây ăn quả giỏi này thì sao? Chắc chú không tiết kiệm phân hữu cơ đâu ạ. Chắc chú rất mạnh tay về phân hữu cơ. Cháu đảm bảo 100% là như thế. Vâng. Riêng về phân hữu cơ rồi là chế phẩm, các chú đầu tư rất nhiều, không bao giờ tiếc. Nguyên tắc cô hãy chú hỏi cho bạn rồi, nguyên tắc có thì kệ đúng rồi, có thì kệ, nhưng mà phân hữu cơ thì cho cực kỳ nhiều. Ngày xưa thì sao? Có một cây mọc lên là triệt tiêu cho nó sạch đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Phải giữ thẳng cỏ. Các cô chú thảo luận tiếp đi ạ. Có cô chú nào có nội dung thảo luận tiếp để cho mọi người cùng học hỏi kinh nghiệm ạ? Cái lớp của mình là gì ạ? Vừa học vừa thực hành vừa thảo luận. Cháu rất là vui bởi vì là các cô các chú ở lớp mình toàn là những người nông dân tiêu biểu, có kiến thức ạ. Chắc chắn các chú làm giỏi thì các chú sẽ đạt được cái năng suất và kinh tế nó sẽ đi
theo sau ạ? Bên cạnh em làm được đâu, em làm được đâu. Cái hàng xóm sang hỏi chú có nói mà. Có bên đây nói. Đúng rồi, chia sẻ. Nhưng không làm được. Nhiều khi các chú chia sẻ nhưng mà họ bản thân trong đầu của họ không hiểu. Họ sẽ không bao giờ làm theo. Tức là ví dụ chú bảo họ là phải để cỏ, nhưng mà họ không hiểu là sao lại để cỏ làm gì. Để cỏ thì nó ăn hết, nó ăn hại hết đất à, đúng không? Hoặc là ví dụ chú bảo là phải có 1 tấn phân hữu cơ vào. Thế nhưng họ bảo là nghèo hơn 1 tấn thì tốn tiền lắm, tôi không có 1 tấn, tôi chỉ có 100 cân thôi, đúng không? Thì những cái đấy mặc dù là chú chia sẻ nhưng mà không phải là cứ chú mới chia sẻ họ sẽ làm theo. Vâng, nhiều khi là cái trước mắt họ chưa thực hiện được. Một năm cân, sáu cân mà kéo mới sẽ kiếm tiền đấy ạ. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Không, nguyên lý không bao giờ bất di bất dịch. Đã là các nhà khoa học đã nói ra những cái câu gì là không bao giờ sai, đúng không ạ? Không có cái gì tự nhiên sinh ra tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ thể này sang thể khác, đúng không ạ? Chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Thế là các cô các chú cứ áp dụng đúng là được ạ. Mình lấy đi của đất bao nhiêu thì mình phải bổ sung lại bấy nhiêu. Không bổ sung được nhiều hơn thì thôi, nhưng mà đừng có bổ sung ít đi ạ. Tất nhiên là cũng có những hồ sơ thì lúc vâng ạ. Thì lệ của nó là phải là người đẹp cũng có đẹp đúng không phải là người đẹp có đẹp có cái gì cũng có nhiều vấn đề. Vâng, cái gì cũng có nhiều vấn đề. Vâng ạ. Các chú đã nắm được hết chưa ạ? Tương đối đấy. Vâng. Cái buổi học hôm nay kết thúc ở đây nhé các cô các chú nhá. Thế buổi sau thì lại 2 giờ nhá. Chiều hôm nay tuần sau nhá. Vâng. Nếu gì có gì thay đổi thì chú Phong sẽ báo lại sau nhé các cô các chú nhá. Còn nếu không báo gì thì cứ đúng giờ nhá. Vâng ạ. Chào các cô các chú ạ.